Đây là chiếc máy tính xách tay đầu tiên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Anh, nguyên chủ nhiệm bộ môn điều khiển tự động, khoa điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngay từ những năm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Năng lượng Moscow Liên Xô 1968-1972, ông Lê Đình Anh được tiếp xúc với máy tính khi nghiên cứu về hệ thống điều khiển thông minh. Ông ao ước có một chiếc máy tính bên mình để có thể sử dụng bất kỳ khi nào nghĩ ra ý tưởng mới. Tưởng chừng ước mong ấy sẽ không thực hiện được thì đầu những năm 80, trong khuôn khổ đề tài VH5 hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Hà Lan, nước bạn hỗ trợ cho khoa của ông 5 chiếc máy tính Apple II. Đồng thời, giảng viên Lê Đình Anh được mời sang Hà Lan tìm hiểu kỹ hơn về máy tính. Theo lời ông kể, ở bộ môn điều khiển tự động, có lẽ ông là một trong những người đầu tiên và thường xuyên sử dụng máy tính để hướng dẫn sinh viên học tập. Sau giờ giảng lý thuyết, sinh viên được lên phòng máy tính của khoa để tiếp tục nghe ông giảng thực hành, thể hiện trên máy, chứng minh những câu lệnh và lý thuyết đã giảng. Để thuận tiện hơn trong giảng dạy, ông Lê Đình Anh mong muốn có một chiếc máy tính xách tay. Khoảng năm 2002, Nhân đang học ở Nhật, con gái ông mua chiếc máy tính HP này gửi về cho ông. Giá của chiếc máy tính lúc đó lên đến gần 1.000 đô la. Về nhà, ông lại thay toàn bộ bàn phím từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, mất gần 150 đô la nữa. Đó là số tiền không phải nhỏ, nhưng ông Lê Đình Anh vẫn chấp nhận bởi ông chọn máy tính có bản quyền phần mềm và chính hãng, thể hiện ở dấu Intel Inside Pentium và Microsoft Windows 2000, ngay ở góc trái dưới gần bàn phím. Theo ông, bản quyền chính hãng như vậy sẽ tránh được những trục trặc trong quá trình làm việc. Đến nay, máy tính vẫn hoạt động, tuy màn hình thì đã hỏng. Ông sử dụng chiếc máy tính này trong giảng dạy cho sinh viên và nghiên cứu. Trong đó, ông tâm đắc nhất khi thao tác trên máy để giải bài toán Bergman, tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm cho sinh viên xem. Đối với ông, các thầy giáo khoa học kỹ thuật không thể thiếu được máy tính. Nó là công cụ đắc lực cực kỳ quan trọng. Và chiếc máy tính xách tay này được ông xem như người bạn vàng, giúp ông biến những ý tưởng thành hiện thực khi thao tác, lập trình và trên máy. Và tôi dùng cái này mãi một thời gian dài, gắn bó với tôi ghê lắm. Đấy, bây giờ chị nhớ hai cái này. Bản quyền, đồng hai cái này. Cái này là của Intel, cái này là Windows 2000. Đến năm 2010, thấy chiếc máy tính đã cũ nên ông mua thêm một chiếc máy khác. Tuy vậy, ông vẫn giữ chiếc máy tính này làm kỷ niệm cho đến khi trao tặng cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam ngày 12 tháng 3 năm 2015.